Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình nhé. Hôm nay mình tiếp tục làm một video hướng dẫn về cách sử dụng máy tính các bạn nhé. Và cái chủ đề video hôm nay mình làm thì là hướng dẫn các bạn cách chọn cái vị trí chúng ta tải về nhé, tải về trên máy tính nhé. Tức là khi mà các bạn lên mạng, ví dụ các bạn tải tài liệu về hoặc là tải một cái phần mềm nào đó về để chúng ta sử dụng. Chẳng hạn như là khi các bạn lên mạng, các bạn tải phần mềm diệt virus chẳng hạn, tải về máy để chúng ta cài vào để chúng ta chống virus cho máy tính, thì mình phải chọn cái vị trí để tải về. Theo mình thấy thì nếu các bạn mà không chọn đúng vị trí tải về thì khi các bạn tải về thì các bạn sẽ không biết cái máy, cái tài liệu mình tải về là nó nằm ở đâu đó, và mình tìm mãi không ra. Cái thứ hai là mình thấy là đối với cái máy tính Windows thì khi mà tải về thì máy được cài mặc định các bạn nhé, cài mặc định ở trong cái mục download ấy. Khi các bạn mở cái MyComputer lên này, MyComputer là máy tính của tôi đấy, đó, MyComputer lên nhá, thì máy tính thường là cài mặc định ở trong cái mục download các bạn nhé, download ở đây này, đó, download. Thì các bạn chỉ cần mở cái mục download lên ấy, thì các bạn sẽ lấy được cái tài liệu đó ra, cài mặc định nhá. Nhưng mà một số cái vấn đề nó xảy ra khi mà các bạn tải về, các bạn đặt vào trong cái mục download đấy, đó là mình cũng chia sẻ kinh nghiệm với các bạn luôn. Cái mục download mà máy nó cài mặc định là nó nằm trong ổ đĩa C các bạn nhé, ổ đĩa C này này. Đó, chúng ta có 3 ổ đĩa là ổ C, D, E, ổ C này, ổ D và ổ E này. Thì cái mục download đó cài mặc định ở trên máy ấy, là ổ đĩa C. Thì khi các bạn tải về thì nó nằm ở trong ổ đĩa C ấy, mà ổ đĩa C thì nó lại có cái hệ điều hành ở trong đấy. Cho nên là nếu mà các bạn thao tác ở trong cái ổ đĩa C ấy, thì nó sẽ dẫn đến bị lỗi hệ điều hành các bạn nhé. Đấy, cho nên là theo mình khuyên các bạn là không nên download về để trong ổ đĩa C nhé, mà mình chỉ nên để ở trong ổ đĩa D hoặc là ổ đĩa E nhé, D hoặc E. Tuyệt đối là mình không nên download về trong ổ đĩa C. Đấy, bởi vì cho nên là khi mà các bạn tải về là máy nó tự động tải về ổ đĩa C luôn, cho nên là rất là ảnh hưởng đến hệ điều hành. Thì cái này mình cũng thời gian trước đó, cách đây khoảng 2 năm thì mình cũng có thực hiện cái cách này, và sau khi mình sử dụng tải về trong ổ đĩa C, tức là nó tải mặc định về cái thư mục download ấy, thì máy mình dùng được khoảng nửa năm các bạn ạ. Khoảng nửa năm thôi là nó bắt đầu có vấn đề về hệ điều hành, tức là nó bắt đầu lỗi rồi. Đấy, thì sau đấy là mình chuyển sang cái thư mục sang ổ đĩa D hoặc là ổ đĩa E thì nó sẽ không bị lỗi hệ điều hành nữa. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn luôn cách chọn cái vị trí tải về ở trên máy tính nhé. Đấy, ở đây thì mình hướng dẫn các bạn ở trên cốc cốc các bạn nhé. Thì phần mềm mình sử dụng ở đây là cốc cốc các bạn nhé, vì hiện tại ở Việt Nam mình thì chủ yếu sử dụng cốc cốc. Đấy, bây giờ này, các để chọn vị trí tải về trên máy tính thì các bạn vào cốc cốc nhé, các bạn mở cốc cốc lên nhé. Đấy, chúng ta mở cốc cốc lên này, biểu tượng màu xanh này và có ghi là cốc cốc này. Đấy, chúng ta mở lên nhá. Rồi, cái cửa sổ này, khi cửa sổ cốc cốc hiện lên thì các bạn kích vào đây. Cửa sổ cốc cốc hiện lên, các bạn kích vào đây này, cái mục xanh xanh này nhá. Đây, mình đang rê con chuột các bạn này, mình kích vào đây, ta kích vào cái góc trên cùng. Đấy, phía bên trái nhá, trên cùng bên trái này, đây cái chỗ xanh xanh này nhá, đó, xanh xanh đây. Đó, các bạn kích vào đây, các bạn kéo xuống, lúc này một cái cửa sổ nó hiện ra, các bạn kéo xuống này, các bạn chọn vào cài đặt, các bạn chọn vào cài đặt nhá. Rồi thì lúc này nó sẽ, các bạn kích vào mục cài đặt thì nó sẽ hiện ra một cái cửa sổ mới, cái cửa sổ mới đây các bạn nhá. Rồi, các bạn đi xuống dưới này này, các bạn chọn cài đặt nâng cao nhé, các bạn bấm vào cái mục cài đặt nâng cao, tức là chọn vào cái mục nâng cao. Các bạn thấy mình đang rơi con chuột đây này, chọn vào mục nâng cao. Đấy, các bạn kích vào cái mục nâng cao thì ở dưới các bạn kéo chuột xuống tiếp thì nó có cái mục là tải về và torrent.
tải về vào torrent thì các bạn kích vào cái mục cái nút mũi tên đi xuống đấy, tức là tải về vào torrent, các bạn kích chuột vào đây đó. Thì lúc này các bạn nhìn sang bên phải, nhìn sang bên phải thì nó sẽ có cái vị trí lưu này, vị trí lưu. Ví dụ ở đây mình lưu là ở đĩa D các bạn nhé, máy của mình đang lưu ở đĩa D. Đấy, bây giờ các bạn muốn thay đổi nữa thì các bạn kích vào cái mục thay đổi, ô thay đổi đây này. Đấy, thay đổi. Thay đổi thì bây giờ các bạn có thể là thay đổi sang ổ đĩa E hoặc là ổ đĩa D nhé. Các bạn không có lưu tài liệu tải xuống vào ổ đĩa C các bạn nhé, không lưu vào ổ đĩa C nhé. Đấy là mình khuyên các bạn luôn đấy. Các bạn mà lưu vào ổ đĩa C là nó sẽ bị lỗi hệ điều hành và máy chúng ta sẽ không làm việc được nhé. Lưu vào D hoặc là E. Thì ở đây mình chọn là chọn lưu ổ đĩa D rồi. Đó. Đó các bạn nhé. Rồi đây nó hỏi vị trí từng tệp trước khi lưu. Ở đây mình có thể là chọn có hoặc là không. Các bạn kích cái nút này lên này. Đấy. Nếu các bạn kích vào cái nút màu xanh này ấy, thì nó sẽ hỏi trước khi các bạn lưu ấy, trước khi các bạn tải xuống là nó hỏi các bạn lưu ở đâu. Còn nếu các bạn không chọn thì thôi. Đó, ở đây là mình không chọn nhá. Đấy, mình không chọn. Thì như vậy là sau khi các bạn chọn vị trí như thế này ở đĩa D ấy, thì sau này các bạn tải các cái phần mềm ở trên trên cốc xuống ấy thì nó sẽ lưu cho các bạn ở đĩa D nhá. Rồi, sau khi các bạn chọn xong rồi ấy thì mình tắt đi thôi. Mình đóng cửa sổ lại nhá. Mình đóng cửa sổ lại. Đấy, như vậy là cách làm thì đơn giản như vậy thôi. Đấy, ví dụ bây giờ mình làm mà mình thao tác thử các bạn nhá. Bây giờ mình thao tác lại cho các bạn xem này. Mình vào cốc này, mình mở cốc lên này. Rồi. Mình vào cái phần màu xanh trên cùng bên trái này. Đó. Kích chuột trái vào đây, các bạn kéo xuống, các bạn chọn vào phần cài đặt nhé, cài đặt này. Ở cái chỗ này ánh sáng nó hơi chói một tí các bạn nhé, các bạn kích vào mục cài đặt. Rồi sau khi cửa sổ hiện ra, các bạn kéo xuống dưới này, các bạn chọn nâng cao. Ở trong cái mục nâng cao thì có cái mục là tải xuống vào torrent nhé. Đấy, tải xuống vào torrent thì các bạn kích vào chọn vào cái mục tải xuống vào torrent, cái biểu tượng mũi tên đi xuống đấy. Thì lúc này các bạn đấy, họ ở đây nó sẽ có cái mục là tệp đã tải xuống, vị trí ổ đĩa D. Các bạn muốn thay đổi thì các bạn thay đổi ổ đĩa các bạn thì các bạn cứ chọn vào thay đổi thì nó sẽ thay đổi cho chúng ta nhá. Đó. Rồi. Sau khi các bạn chọn xong ổ đĩa D hoặc là ổ đĩa E xong rồi thì các bạn đóng lại. Thì sau đấy là các bạn lên mạng, các bạn tải tài liệu về thì nó sẽ lưu vào cái ổ đĩa D hoặc là E nhá, tùy các bạn chọn. Thì các bạn cứ vào đấy các bạn tìm thôi. Sau khi tải xong rồi thì các bạn vào đấy các bạn tìm. Đấy, cách làm thì rất là đơn giản như vậy các bạn nhé. Rồi, thì hôm qua thì vừa rồi mình mới hướng dẫn các bạn cách chọn cái thư mục tải về ở trên máy tính nhá. Đó. Mình khuyên các bạn là không nên để cái thư mục tải về là download nhá, không nên để ở cái thư mục download ở trên máy tính vì rất làm hay lỗi hệ điều hành. Các bạn chỉ nên chọn vị trí tải về là ổ đĩa D hoặc là ổ đĩa E. Thì mình vừa rồi mới hướng dẫn các bạn nhá. Thì sau cái video này mà bạn nào có cái vấn đề nào đó các bạn chưa hiểu hoặc là còn cái nội dung thắc mắc ấy, cần trao đổi thì các bạn cứ comment ở dưới nhá, mình sẽ trao đổi cũng như là hướng dẫn các bạn cách làm nhá, nếu như bạn nào chưa rõ nhá. Mình xin dừng video tại đây nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thực hiện thành công nhá. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ cho tất cả các bạn nhé. Và xin chào tất cả các bạn.